It's a good idea to do exercise regularly. Bạn thật là ý kiến hay để tập thể dục đều đặn thường xuyên. Thì chúng ta viết là một cái câu nghĩa tương tự. Bạn nên tập thể dục thường xuyên. You should do exercise regularly. Câu số 2. Judy stayed home from school yesterday because she has a high fever. Vậy là Judy ở nhà, không đi học á, ngày hôm qua bởi vì anh ấy bị sốt cao. Con sẽ viết là gì? Judy has a higher fever. Judy bị sốt cao. Rồi gì nữa nhỉ? Judy bị sốt cao. Vì thế là gì? Sâu, đúng rồi. Vì thế nó. Bây giờ con trai con gái? Con trai. Con gái hay con trai? Nhìn đằng sau là viết chữ gái trai, chữ đằng sau because là chữ gì đó? She. Vậy là she. Rồi con gái. Cô ấy ở nhà là gì? Ở nhà là từ nào? Đúng rồi, stay home from school yesterday. Rồi, câu tiếp theo. Câu 3, cô ấy, C là cô ấy ít là ăn fruit, trái cây. Vest ghi là rau á, mỗi ngày. Đó, cô ấy ăn trái cây và rau mỗi ngày. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục tăng cân. Gain weight, tăng cân. Keep là tiếp tục. She eats fruit and veggies every day, but she keeps gain weight. Vậy là mặc dù, cái từ on đâu là mặc dù. Mặc dù sao nhỉ? Nói tiếng Việt trước. Mặc dù ăn nhiều rau và trái cây nhưng vẫn tăng cân. Vậy con sẽ viết là although she eats fruits and veggies every day. Rồi mình bỏ bớt nha, mình đã xài on đâu, mình không có xài bớt nữa nha. Rồi viết đi, mình bỏ bớt đi, mình viết hết, mình bỏ bớt đi. Mặc dù ăn trái cây và ăn rau nhiều mỗi ngày, cô ấy vẫn tiếp tục tăng cân. Nhớ phẩy đấy. Câu 4 này, Tom gain, gain là tăng đó, đạt đó, 5 kg. Tom tăng 5 kg từ khi anh ta từ bỏ hút thuốc. Quit là từ bỏ, smoking là hút thuốc. Rồi, vậy là con tăng cân, cái từ tăng cân, cái từ gain đó, thì con sẽ xài cụm từ nào để nói về tăng cân? Put on weight. Put on weight. Tom put on weight 5 kg. Rồi viết tiếp thôi. Rồi, Tom put on weight 5 kg since he quit smoking. Ok, mình sang bài số 5. Jenny doesn't eat much in order not to be overweight. Overweight là tăng quá cân nha, béo phì nha. Vậy Jenny không có ăn quá nhiều để mà không bị tăng cân. Con sẽ viết là Jenny doesn't eat much. Jenny không ăn nhiều bởi vì sao? Bây giờ bởi vì sao? Nói cho có tiếng Việt trước. Jenny không ăn nhiều, ăn quá nhiều bởi vì cô ấy không muốn tăng cân đúng không? Vậy là C gì? Bởi vì cô ấy không, cô ấy sao? C gì? C doesn't want. C doesn't want to be overweight. Đấy. C doesn't want to be overweight. Rồi viết gì?